đấy, không phải không, tại vì là nó không có cái đầu đường này, nó không có cái lan can nên đầu lên người ta lên cái dốc này, người ta thường là người ta lên người ta sợ là vọt xuống kênh thì người ta đuối không ấy, thì người ta nao đây không có đà đấy, người trong xóm này cũng rơi này, rơi vứt xe cũng rơi đây nhiều. Hai bên này đều dân cư ở càng ngày càng đông, và cái vừa rồi đấy cũng có từ năm 2001 đến nay ở trên trong địa bàn của xóm đã xảy ra hai vụ tai nạn rất là thương tâm, mà mỗi vụ đều hai người chết, không có rào chắn thì rất là nguy hiểm. Đối với chính quyền địa phương thì cũng là cái mối rất là nhức nhối trên địa bàn. Thế trong cái khoảng thời gian năm 2021 là cũng đã tuyên truyền chỉ đạo cái lực lượng thanh niên dùng bằng những cái nốp xe đã được sử dụng, và các lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện cũng đã sơn vào xong móc nối đóng vào ria cái đoạn kênh để làm những cái phao cứu sinh cho mỗi khi xảy ra cái trường hợp tai nạn, thì về phía địa phương cũng có đề xuất các chính quyền các cấp có cái sự quan tâm về nguồn kinh phí nhất định để thực hiện cái rào chắn.